Galaxy S20 Ultra đọ dáng với iPhone 11 Pro Max. Với hàng loạt thay đổi, nâng cấp từ thiết kế, hiệu suất cũng như camera, Galaxy S20 Ultra có vượt mặt được đối thủ iPhone 11 Pro Max từ Apple. Galaxy S20 Ultra là chiếc smartphone cao cấp, được Samsung giới thiệu tại sự kiện Unpack 2020 vào ngày 12 tháng 2. Trong tầm giá trên 30 triệu đồng, model này sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu iPhone 11 Pro Max cả iPhone 11 Pro Max và Galaxy S20 Ultra đều là hai thiết bị nổi bật so với phiên bản tiền nhiệm nhờ những nâng cấp đáng giá về thiết kế, pin dung lượng lớn hay cải tiến về camera. Cụm camera trên Galaxy S20 Ultra được làm hầm hố, lồi to gấp đôi so với iPhone 11 Pro Max. Vì thế, người dùng rất dễ chạm ngón tay vào ống kính dưới cùng của chiếc smartphone nhà Samsung. iPhone 11 Pro Max có phần mặt lưng kính được làm mờ nên ít bám mồ hôi và dấu vân tay. Galaxy S20 Ultra nhẹ hơn so với đối thủ Màn hình của iPhone 11 Pro mắc có kích thước 6,5 inch nhỏ hơn so với 6,9 inch trên Galaxy S20 Ultra. Tuy nhiên, khi đặt hai model này cạnh nhau, không có quá nhiều tranh lệch về kích thước. Nguyên nhân đến từ viền đen. Màn hình trên Galaxy S20 Ultra được làm mỏng hơn đáng kể. Galaxy S20 Ultra có màn hình đục lỗ nhỏ gọn chứa camera selfie 40MP, không ảnh hưởng nhiều khi trải nghiệm, trong khi iPhone 11 Pro Max vẫn dùng màn hình khuyết đỉnh khá dày. Galaxy S20 Ultra, được trang bị hệ thống 4 camera bao gồm ống kính chính 108 MP, camera tele 48 MP, góc rộng 12 MP, và camera Depth Vision. Bộ 3 camera sau của iPhone 11 Pro Max đều có độ phân giải 12 MP. Cả hai đều có tính năng chụp góc siêu rộng. Tuy nhiên, model mới của Samsung có khả năng zoom quang 10x và zoom kỹ thuật số 100x. Tính năng này giúp người dùng chụp được những chi tiết ở xa mà không cần di chuyển. Điểm nâng cấp đáng giá khác trên Galaxy S20 Ultra nằm ở màn hình tần số quét 120Hz, cho ra hình ảnh chuyển động mịn và mượt mà hơn khi lướt và chơi game, đây cũng là điều giúp Galaxy S20 Ultra vượt trội hơn hẳn so với iPhone 11 Pro Max. Samsung cũng hỗ trợ tùy chỉnh tần số quét xuống mức 60Hz trong trường hợp người dùng muốn tiết kiệm pin. Cả Galaxy S20 Ultra và iPhone 11 Pro Max đều cho khả năng hiển thị ấn tượng với độ sáng cao và góc nhìn rộng. Màu sắc trên Galaxy S20 Ultra cho da tươi có phần rực rỡ hơn so với đối thủ. Cả hai model này đã loại bỏ rách cắm tai nghe 3,5mm. Ở phía dưới của hai máy đều có cổng sạc Galaxy S20 Ultra. Dùng cổng sạc USB-C, iPhone 11 Pro Max dùng cổng Lightning và loa ngoài. Cấu hình của iPhone 11 Pro Max chip Apple A13 Bionic. RAM 4GB tỏ ra yếu thế hơn so với Galaxy S20 Ultra chip Exynos 990 RAM 12GB. Tuy nhiên, smartphone của Apple được tối ưu tốt giữa phần cứng và phần mềm. Vì thế, khi trải nghiệm thực tế, tốc độ mở ứng dụng hay game trên hai máy không chênh lệch quá nhiều. Galaxy S20 Ultra có viên pin 5000mAh vượt trội so với 3969mAh trên chiếc 11 Pro Max model từ Samsung cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W. Trong khi đối thủ từ Apple chỉ được tích hợp sạc nhanh 18W, Galaxy S20 Ultra sẽ phù hợp với đối tượng người dùng thích khám phá tính năng mới trên camera, màn hình 120Hz thiết kế đẹp iPhone 11 Pro Max vẫn là lựa chọn hấp dẫn dành cho những ai muốn trải nghiệm hệ điều hành iOS mượt mà, dễ sử dụng. Đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại